chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ ba, 13 tháng 5 năm 2014. Chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn gồm có phần kết thúc của cuộc phỏng vấn đặc biệt do nhà báo Phạm Trần thực hiện với đức cha Nguyễn Thái Hợp về hiện tình Việt Nam và những suy đồi trong hệ thống giáo dục của nhà cầm quyền hiện nay. Vâng, thưa đức cha, bây giờ thế này. Đức cha vừa mới đề cập tới những chuyện của địa phận Vinh. Ừ. Thì xin hỏi đức cha là sau cái vụ Mỹ Yên, rồi vụ Tam Tòa, rồi là vụ Loan Lý, rồi là vụ thí điểm Con Cuông, giáo phận Vinh của ngài bị nhiều chuyện rắc rối quá. Thì thưa đức cha, kể từ ngày đức cha về thay đức cha Cao Đình Thuyên, thì những chuyện dường như nó lại càng rắc rối thêm. Và cái tình trạng từ hồi đó cho đến bây giờ có thay đổi chưa thưa đức cha? Sau gần 4 năm mà ngài làm giám mục địa phận Vinh, đã tiến triển một cách tương đối bình thường chưa, hay là giáo dân vẫn bị ngăn cản đi lễ, hay là vẫn bị phá quấy, vẫn bị côn đồ, vẫn bị những cái người được gọi là dân phòng hay là tự phát từ đâu đến phá hoại những cái buổi lễ cầu nguyện, đập tượng Đức Mẹ, đập tượng đánh cha linh mục này kia, đại khái như thế, thì câu chuyện bây giờ nó như thế nào, tình thế bây giờ nó như thế nào thưa đức cha? Vâng, cảm ơn anh Phạm Trần đã quan tâm đến giáo phận Vinh, là một trong những khúc ruột miền Trung. Wow. Nơi khúc ruột đó thì luôn luôn có thiên tai, hầu như là hàng năm đều có thiên tai lụt lội. Có một người dân ở quê chúng tôi có nói rằng: quê tôi gặt sỏi tìm cơm, hết mưa thôi hạn, lại cơn bão gần. Đó là thiên tai. Nhưng mà bên cạnh thiên tai thì như anh nói cũng có nhân tai nữa. Nhân tai là do đê xả nước, rồi những cái đập xả nước không đúng, không đúng thời điểm, không đúng quy tắc, thì thành gây lụt lội. Rồi có những khó khăn, thì khó khăn về Tam Tòa thì thời đức cha Cao Đình Thuyên, rồi một số khó khăn sau là Con Cuông, rồi Mỹ Yên, thì tất cả những khó khăn đó thì cũng có cái thì cũng đã dần dần được giải quyết. Chẳng hạn như Tam Tòa thì chúng tôi đã được cấp lại bìa đỏ thì đất 6.300 m2 để hy vọng để làm cái nhà thờ Tam Tòa sắp tới. Và nhân dịp này thì tôi cũng kêu gọi tất cả những người con của Tam Tòa, những người giáo dân của Tam Tòa, hy vọng rằng cộng tác với chúng tôi để xây dựng lại cái nhà thờ Tam Tòa đẹp hơn, trên cái mảnh đất cũng rất đẹp, 6.300 m2. Rồi đối với cái vụ Con Cuông thì hôm nay cũng đã giải quyết, chúng tôi vẫn tiếp tục làm lễ trong một cái nhà của tư gia, của giáo dân. Vì cho đến đây, cho đến hôm nay thì trước đây cũng vậy, chưa ở thì Con Cuông chưa có nhà nguyện. Làm lễ trong nhà của tư gia, và nhà cầm quyền có hứa với chúng tôi là sẽ cấp đất tại một cái địa điểm mà chúng tôi thấy cũng đồng thuận, là địa điểm cũng thích hợp. Nhưng mà lời hứa đó họ nói là vì cái vụ của Mỹ Yên mà chưa được thực hiện, thì hy vọng rằng năm nay sẽ được thực hiện chắc. Vì chúng tôi cũng đã nhắc lại cái lời hứa và cái đề nghị của chúng tôi, và hy vọng rằng năm nay thì được thực hiện chắc. Riêng cái vụ Mỹ Yên thì chúng tôi cũng có đối thoại, rồi hai bên cũng đưa đồng ý là thả hai cái người dân của Mỹ Yên về trước khi thời hạn, là thả họ, cho họ về để mừng Giáng sinh với gia đình. Thì một số chuyện cũng đang tìm cách cho đi vào quá khứ. Cuộc sống luôn luôn có những khó khăn, nhưng mà nếu mà chỉ dừng lại khó khăn thì cuộc sống luôn luôn sẽ gặp trắc trở. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng những cái chuyện đó, những cái vụ đó sẽ đi vào quá khứ. Và hiện thời thì cho đến hôm nay chưa có cái chuyện nào gây khó khăn, cũng không có cái chuyện nào mà nơi mà dân quân cản trở người dân đi tham dự thánh lễ. Và chúng tôi cũng tổ chức những cái thánh lễ rất là lớn. Như cái kỳ Tết vừa rồi, chúng tôi tổ chức lần đầu tiên cái đại hội cho giới trẻ.
thì cũng có khoảng đến 16-17 ngàn người trẻ mà chỉ là đại diện thôi về tham dự. Rồi lễ đầu năm tại đền Thánh An Tông thì cũng có đến khoảng 20 ngàn người. Và 13 tháng 6 sắp tới, lễ của Thánh An Tông tại Linh Điện Trại Gáo là Mỹ Yên đó, thì chắc chắn cũng khoảng độ 20 ngàn hay hơn 20 ngàn người tham dự. Thưa Đức Cha về làm giám mục của giáo phận Vinh cũng gần được 4 năm. Vào cái ngày 23 tháng 7 tới đây thì Ngài sẽ kỷ niệm 4 năm làm giám mục. Và chúng tôi cũng nhớ là khi mà lên chức giám mục cách đây 4 năm thì Ngài có lấy cái khẩu hiệu là sự thật và tình yêu. Thế thì xin Đức Cha nhân dịp này giải thích ý nghĩa của cái khẩu hiệu này. Và cái khẩu hiệu này nó ảnh hưởng tới cuộc đời giáo mục cũng như là công tác mục vụ của Ngài tại giáo phận Vinh nói riêng và đối với giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung, thưa Đức Cha. Cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi quan trọng trong cái đường hướng mục vụ, cũng như trong cái tư cách sống, tư cách làm Kitô hữu của chúng tôi và đặc biệt của bản thân tôi. Vâng. Sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Đức Giêsu đã nói như vậy. Và chính vì vậy, chúng tôi trong những cuộc khó khăn, trong những lúc gặp khó khăn, nhất là cái vụ Mỹ Yên vừa rồi, vâng, thì tôi cũng nói là chúng tôi tranh đấu cho sự thật. Vâng. Và chúng tôi cũng chống lại những gì mà giả trá. Và có một lần tôi cũng nói, một lần thất tín, vạn lần thất tín. Tuy nhiên, cái sự thật mà chúng tôi tranh đấu đó phải đi với tình yêu. Và với tư cách là một giám mục, thì tôi không thể tách rời cái sự thật khỏi tình yêu. Mà cũng không thể dùng tất cả những phương tiện để tranh đấu cho sự thật. Trong một thế giới hôm nay, thế giới đa văn hóa, thế giới dân chủ, thì có nhiều người sẽ có những cách để tranh đấu cho sự thật khác nhau. Nhưng mà chúng tôi là người tôn giáo và là người môn đệ Đức Giêsu, thì cái sự thật đó luôn luôn phải đi với tình yêu. Vâng. Và nếu không có tình yêu, thì lúc đó cái sự thật trở thành một cái gì chai cứng. Có thể là cái sự thật đó được thực hiện trong trại tù, trong trại lính, mà không phải trong xã hội nhân gian và đặc biệt trong giáo hội. Thì thành thử ra đối với chúng tôi, sự thật phải đi với tình yêu. Và chính tình yêu mới là cái yếu tố quan trọng, yếu tố sau cùng. Vì Đức Giêsu cũng mời gọi chúng tôi là tranh đấu cho sự thật, nhưng phải yêu thương mọi người, kể cả những thù địch. Thì điểm đó là cái điểm quan trọng. Dĩ nhiên một số người nói làm sao yêu thương thù địch như yêu thương cha mẹ chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nghiên cứu lại cái bản văn và những cái từ chuyên môn, thì trong cái sự tình yêu đó có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Có cái tình yêu mà tự nhiên, tình yêu máu mủ, thì cái tình yêu đó nó chỉ có giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng với nhau thôi. Thì không ai đòi hỏi phải yêu thù địch bằng cái tình yêu đó, cũng không có thể. Rồi có cái tình yêu nữa là cái tình yêu mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu giữa những người cùng lý tưởng, giữa những người cùng một niềm tin, như chúng ta vẫn nói. Thì cái tình yêu đó cũng không phải là cái tình yêu mà chúng ta dùng để đối xử với những thù địch. Có một tình yêu mà Đức Giêsu đòi hỏi, đó là lòng bác ái, vị tha, tức là thái độ bao dung, thái độ tử tế, đối xử với mọi người, kể cả những người thù địch. Không hận thù, không chủ trương lấy oán báo oán, không chủ trương lấy hận thù để làm lẽ sống cho cuộc đời của mình, như người Marxist ngày xưa đã chủ trương lấy đấu tranh giai cấp làm lẽ sống, làm kim chỉ nam. Thì hôm nay một số người Marxist cũng đã bỏ cái đó. Thì người Công giáo chúng ta không bao giờ chủ trương như vậy.
Trái lại, như Thánh Phaolô nói, phải lấy ân mà báo oán và đối xử đẹp với mọi người, tôn trọng cái quyền của họ. Vì dù sao tất cả mọi người, dù là thù của tôi, dù là bạn tôi, dù là anh em của tôi, đều được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Thì chúng tôi đi theo con đường đó. Có thể một số người không chấp nhận, nhưng mà chúng tôi không thể làm khác hơn xác tín của chúng tôi. Thì hai cái điều đó chúng tôi gắn kết với nhau để đi theo con đường của Đức Giê-xu đã chiến đấu cho sự thật bằng chính cái chết của Ngài. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin qua trình đốn xin tạm ngưng ở đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo. Vào ngày thứ Bảy, ngày 17 tháng 5 năm 2014, từ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, Hội Thiện Nguyện Hope for Tomorrow sẽ có một ngày làm việc từ thiện tại Chùa Hoa Nghiêm. Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc tại số 9111 Buckley Road, Fort Belvoir, Virginia 22060. Các bác sĩ chuyên gia nha khoa sẽ giúp khám, chữa răng miễn phí cho mọi người. Hope for Tomorrow sẽ có đầy đủ các thiết bị chuyên ngành nha khoa sắp đặt tại chùa để phục vụ mọi người. Vì số lượng có hạn trong 8 tiếng vào ngày thứ Bảy, rất mong quý vị ghi danh sớm trong ngày hôm nay. Quý vị có thể điền đơn tại đường dẫn dưới đây www.hoanghiem.org hoặc ghi đơn tại chùa vào mỗi Chủ nhật. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được chứng kiến một quang cảnh rất thê lương của cảnh sống trên dòng sông và biển hồ Tonle Sap. Và đây là cảnh rất là thật, người thật, việc thật chúng tôi đưa đến cho quý vị. Một lối sống rất là thê lương, rất là khắc khổ mà đồng bào chúng ta đang gánh chịu. Xin quý vị hãy tiếp tay và đồng hành với chúng tôi. Tôi lên một Phaolô Trịnh Minh Thái cùng với cha tuyên ý Trịnh Tuấn Hoàng 714-213-2111. Xin mến chào quý vị. Kính mời quý đồng hương đến với chương trình văn nghệ Vinh danh lá cờ di sản và tự do của người Việt Nam, vinh danh và tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì chính nghĩa tự do, ủng hộ cuộc tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam với sự góp mặt của ca sĩ Nguyệt Ánh, Tuấn Minh, Sơn Vương và Bích Châu. Chương trình được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 24 tháng 5 năm 2014 tại Greek Orthodox Hall, 500 Belmont Port North, Dayton, Ohio, 45405. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Hiếu, 513-703-4763 hay ông Đáng, 513-693-3135. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin qua trình đốn. Story kính mời quý vị theo dõi tiếp cuộc phỏng vấn của nhà báo Phạm Trần với Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp. Vâng, thưa Đức cha cũng biết rằng là trong cái thời gian vừa rồi đó thì ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có đi sang Âu Châu và có gặp Đức Giáo Hoàng. Thì dường như là cái tình hình quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican với chính quyền Việt Nam có vẻ như là tiến triển. Thì Đức cha có thấy cái điều đó không? Và liệu rằng là trong tương lai gần ở Việt Nam sẽ có một vị khâm sứ Tòa Thánh sẽ được về Hà Nội mở văn phòng trở lại hay không? Có hy vọng như vậy không, thưa Đức cha? Cái đó nó nằm trong tiến trình. Mà cho đến hôm nay, cái sự hiện diện của Tổng Giám mục Israeli tại Việt Nam thì đã giúp cho cả hai bên được dễ dàng hơn. Thì tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ thực hiện được điều đó. Một số người nói thì vấn đề đó còn lệ thuộc nhiều ở người bạn phương Bắc, anh láng giềng phương Bắc. Tức là cha, Đức cha muốn đề cập tới phía bên Trung Quốc. Vâng, vâng. Nhưng mà hôm nay rất có thể, trong cái bối cảnh hôm nay thì cái chuyện đó Việt Nam có thể quyết định mà không có lệ thuộc hay không có liên hệ đến cái chính sách của Trung Quốc đối với Vatican. Tôi hy vọng rằng trong một tương lai ngắn thì có thể là có sự thực hiện được cái băng giao giữa Vatican với Việt Nam. Nhưng mà đối với những người công giáo chúng tôi đó, thì chúng tôi cũng xác định là không
đánh đổi cái tương quan đó và cái tương giao đó bằng bất cứ giá nào. À vâng, vâng, vâng. Vâng. Để tôi cũng có nhắc lại một số lần, và ngay trong những lần nói chuyện với Đức Khâm Sứ, đó, vâng, thì chúng tôi, thì bản thân tôi cũng nói như vậy, và một số giám mục cũng nói như vậy. Vâng, vâng, thưa Đức cha vừa nói đến cái vấn đề là hợp tác, nhưng mà không phải là bằng bất cứ giá nào. Giá nào. Và nhưng mà đồng thời thì trong cái lời tuyên bố của Hội đồng Giám mục đưa ra trong cái mấy ngày vừa qua liên quan đến cái biến cố ở Biển Đông đó, thì có một cái điều là để chứng tỏ rằng là Giáo hội Công giáo luôn luôn hướng về Tổ quốc và muốn mọi người Công giáo Tổ quốc, như là trong cái bản tuyên bố của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như là của Ủy ban Công lý Hòa bình do Đức Cha làm chủ tịch, đều kêu gọi cái sự hy sinh cũng như là đóng góp bảo vệ Tổ quốc của người Công giáo Việt Nam. Thế thì trong cái này có một cái lời mà Hội đồng Giám mục đưa ra kêu gọi một cái buổi lễ cầu nguyện. Và thưa Đức Cha, ở trong đó thì Hội đồng Giám mục Việt Nam có nói rằng là Hội đồng Giám mục Việt Nam xin các giáo phận tổ chức một ngày cầu nguyện cho quê hương, kêu gọi mọi người sám hối, tiết giảm chi tiêu ăn uống, mua sắm để góp phần nâng đỡ các ngư dân nạn dân của tàu Trung Quốc và các chiến sĩ cảnh sát hải giám Việt Nam bị thương, theo như sáng kiến kêu gọi một ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Syria của Đức Thánh Cha Francisco ngày 7 tháng 9 năm 2013. Thưa Đức Cha, ở trong này có cái chữ sám hối. Thế thì không hiểu là Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn ai sám hối, thưa Đức Cha? Muốn người giáo dân mình sám hối trước đã. Vâng. Vâng, vì để mà Chúa nhận lời thì chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta phải sám hối, mỗi cá nhân sám hối. Rồi trên phương diện lớn hơn, cộng đoàn sám hối. Rồi trên phương diện lớn hơn, giáo phận, tỉnh, đất nước sám hối. Vì vấn đề mà xảy ra và đẩy dân tộc vào cái hoàn cảnh hôm nay, rất nhiều người phải sám hối. Từ những người thất phu cho đến những người có trọng trách trong chính quyền. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một lần mà chúng tôi mong rằng người giáo dân chứng tỏ rằng mình là người Công giáo và là người công dân. Và chúng tôi cũng hãnh diện là trong lúc này chúng những cái người mà băn khoăn cho độc lập, tự do và bảo toàn lãnh thổ Việt Nam, phải chăng là một số cơ quan, một số đoàn thể Công giáo lên tiếng công khai. Và như vậy thì cũng kêu mời những nhà hữu trách cũng lấy quyết định rõ rệt hơn trong chuyện này. Và ở đây thì chúng một lần nữa tôi thấy rằng chúng tôi muốn hỗ trợ và đồng hành với các nạn nhân của tàu Trung Quốc và các chiến sĩ cảnh sát, những người lính và đã can đảm để bảo vệ được lãnh thổ của mình. Ước mong rằng những người hữu trách có quyền quyết định cũng can đảm để đưa cái vấn đề Biển Đông ra quốc tế, để làm mạnh hơn, chứ không ngừng lại đó. Vì nếu ngừng lại đó, thì chắc chắn rằng cái giàn khoan đó sẽ hiện diện, và lúc đó chúng ta đang mất dần lãnh thổ. Vâng, thưa Đức Cha, trước khi mình kết thúc cái chương trình ngày hôm nay, thì thưa Đức Cha có thể cho khán giả biết, đây là hai cái tài liệu lịch sử rất là quý giá về vấn đề Biển Đông của câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình và do Đức Cha làm chủ tịch và phát hành ở Hoa Kỳ. Dạ thưa, làm cách nào để mà cho khán giả người ta tìm được các cái tập tài liệu này? Họ mua ở đâu? Họ tìm thấy ở đâu? Cái tập tài liệu này thì do nhà xuất bản Trí Thức. Vâng. Ở Viện Biển Việt Nam cơ. Việt Nam. Vâng. Còn cái tập tài liệu Công lý và Hòa bình trên Biển Đông thì do Phong trào Giáo dân. Tôi cũng không biết là mua ở đâu, bán ở đâu. Vâng. Và ở đây có một cái điều thì không đúng, có lẽ là quý anh đó muốn là để cho quảng cáo cuốn sách thì họ đề là Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nhưng mà không phải tôi là tác giả, mà trong này có cả những người
có nhiều tác giả khác nhau. Và tôi chỉ là người chủ biên thôi, đứng ra chủ biên cái đó. Thì thành thử ra đây có này, Phaolô Nguyễn Tài Hợp, rồi nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, rồi Đinh Kim Phúc, là nghiên cứu viên ở Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Trường Đại học Mở, Sài Gòn. Rồi tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, là nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan. Rồi thạc sĩ Hoàng Việt, là giảng viên Trường Đại học Luật ở Sài Gòn. Rồi Phạm Hoàng Quân là nhà nghiên cứu độc lập. Thì chúng tôi quy tụ một số anh em. Xin cảm ơn Đức Cha nhiều lắm. Nhân dịp này tôi xin tặng anh Phạm Trần và tất cả những người cộng tác viên của anh bức tượng Đức Mẹ Việt Nam mà sau đây do tôi để tặng. Cảm ơn Đức Cha nhiều lắm. Và đây là cái hình ảnh rất thân thương trong cái hoàn cảnh đất nước đang gặp khó khăn. Thì ngoài vấn đề tranh đấu chuẩn bị của chúng ta, có những lúc phải chăng chúng ta chỉ dựa vào niềm tin, dựa vào đấng linh thiêng. Thì cái hình ảnh của Đức Mẹ, người mẹ của Đức Giêsu và người mẹ của chúng ta, cũng như hình ảnh của Đức Phật Bà Quan Âm đối với người dân Việt Nam, đó là những ngành thân thương. Mong rằng Ngài sẽ đồng hành với dân tộc, đặc biệt với những người lính biên phòng, với người lính đang gặp khó khăn, đang hy sinh trong giai đoạn này. Thưa Đức Cha, xin thay mặt cho anh chị em bản tin Hoa Tịnh Đốn, xin thành thật cảm ơn Đức Cha đã cho một món quà rất là quý giá và rất là ý nghĩa. Và thưa quý vị khán giả vừa theo dõi một cuộc phỏng vấn rất quan trọng và đặc biệt của chúng tôi với Đức Cha Nguyễn Thái Hợp. Ngài là giám mục địa phận Vinh, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài sang Hoa Kỳ kỳ này có những cái công việc riêng và công việc của giáo hội, và chúng tôi rất được hân hạnh và rất đa tạ sự chấp thuận của Ngài để cho chúng tôi phỏng vấn về những cái vấn đề sôi nổi của đất nước, đặc biệt là biến cố sự cuộc xung đột giữa Việt Nam và Trung Cộng ở trên Biển Đông, cũng như tình hình nhân quyền, tôn giáo, tự do và các vấn đề xã hội khác. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị. Kính thưa quý khán thính giả, như quý vị đã biết, tiến sĩ luật Cù Quý Hà Vũ, người tù lương tâm nổi tiếng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị buộc phải rời khỏi Việt Nam sang Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 4 năm 2014 để gọi là chữa bệnh sau hơn 3 năm tù của bản án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội được gọi là tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Hà Vũ và hiền thê của ông, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, hiện cư ngụ tại vùng thủ đô Washington Đốn. Trong thời gian qua, nhiều câu hỏi đã được dư luận đặt ra quanh quyết định bất ngờ đình chỉ thi hành bản án đối với tiến sĩ Hà Vũ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Để trả lời những thắc mắc của dư luận, đồng thời cũng muốn được nghe quan điểm của ông về cuộc xung đột nghiêm trọng đang diễn ra trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Cộng, bản tin Hoa Tịnh Đốn kính mời quý vị đón xem cuộc phỏng vấn đặc biệt của Võ Thành Nhân và tiến sĩ Cù Quý Hà Vũ vào ngày mai lúc 8 giờ 30 giờ Hoa Tịnh Đốn. Nhằm mục đích gây quỹ hoạt động cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ có tổ chức một buổi xổ số Tombola với giải độc đắc xe Toyota Camry 2014 hoặc tương đương 20.000 Mỹ Kim, cùng với những giải giá trị khác, giá vé ủng hộ là 10 Mỹ Kim. Ngày xổ số sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6, 2014, nhân dịp cuộc diễn hành văn hóa quốc tế vào ngày 21 tháng 6, 2014 tại thành phố New York. Muốn mua vé ủng hộ, xin vui lòng liên lạc với các chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại địa phương hay cô Bội Ngọc điện thoại số 407-463-4327 hoặc Cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ 407-927-0014. Khóa Tĩnh Tâm Thánh Linh tổ chức 3 ngày, ngày 6, ngày 7 và ngày 8 tháng 6 năm 2014 tại Blessed John 23 Đại Oxen Center 3700 Sheridan Boulevard Lincoln, NE 68501 dưới sự hướng dẫn của các Linh Mục Paul Mary Chango, Linh Mục Giuse Nguyễn Ngọc Dũng, Linh Mục Giuse Bosco Tăng Tri, Linh Mục Giuse Đoàn Đình Bản để tiền việc tiếp đón lo thức ăn trong 3 ngày. Xin quý vị ghi danh sớm với anh Phạm Duy Tân 402-202-6689, chị Trần Thị Thủy 402-314-8490. Quý vị ở xa xuống phi trường Lincoln hoặc Omaha. Quý vị muốn ở khách sạn xin gọi Quality Inn and Suites 402-423-3131. Days in Lincoln South 1-800-225-32997. Liên đoàn hướng đạo Hùng Vương Virginia xin thông báo
Hiện nay, liên đoàn đang nhận ghi danh cho các em nam sinh tuổi từ 7 đến 15 tham gia những sinh hoạt hữu ích theo phương pháp hướng đạo vào mỗi thứ Sáu từ 6 giờ 30 đến 8 giờ tối tại trường trung học Westlawn, số 200 Wesley Row, Fall Church, Virginia. Xin quý phụ huynh ghi danh cho các em trên trang mạng ldhv612.com. Và để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ điện thư ldhv612@gmail.com. Trân trọng thông báo, Đoàn Hướng Đạo Việt Nam Duy Tân tại Orlando, Florida sẽ thành lập bầy ấu sói con với các em trai hay gái từ 7 đến 11 tuổi rưỡi, không phân biệt tôn giáo. Quý phụ huynh muốn cho con em tham gia, xin liên lạc trưởng thông 205-913-4073 hay trưởng huấn 407-205-8199. Địa điểm sinh hoạt trong khuôn viên chùa Pháp Vũ, 716 North Dean Road, Orlando, Florida 32825, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, Chủ nhật hàng tuần. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Quá Trình Đổi sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.